Chào các bác nhá, mày này quay bác một con điều hòa đầu 40 nhá. Đấy, còn rất là mới ở bên trong này, đẹp lắm. Dàn dĩa còn rất là đẹp. Bát nưng bát nhấc đầy đủ nhá. Đây là đầu lóng này. Đầu lóng này, các nhìn thấy nha. Đấy. Còn mới keng luôn. Còn điện 200V nhá. Con này mua em sẽ tặng bác một cái ổ cắm. Một cái ổ cắm 200V luôn. Đấy, một cắm zin nhé, không phải cắt dây. Đấy. Quạt của nó bên trong này. Đấy. Nó có hiển thị nhiệt 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 độ phòng nhá, nhiệt độ của máy đấy. Đấy, cục này của nó nặng lắm các bác nhá, 37 kg á, chạy ampe rất là thấp các nhá, tờ chạy rất là tiết kiệm, nên chạy là 12 kg cục lạnh. Cục nóng mới 37 kg, ampe của nó chạy các bác thấy không? Đó, tiết kiệm lắm các bác. Sạp. Đấy. Đây nó có vệ sinh, nó thổi bụi ra bên ngoài nhá. Có giờ mốt zin luôn. Đấy. Giờ mốt zin luôn các anh nhá. Yên tâm xài. Máy rất là nặng đấy nhá. Cực kỳ nặng luôn. Một đôi của nó là 37 kg cộng với 12 kg các anh nhá. Đấy, 49 kg một cặp này. Đó, rất là nặng. Ngày xưa nó làm hầm hố lắm, máy nó rất là nặng. Đấy. Ok các bác nhá. Đấy. Giá 6 triệu rưỡi một bộ này các bác nhá. Bao gồm một bát nưng, của nó đây. Đấy, máy chạy ok, điện 200V, không phải đấu cái gì nữa cho mệt các bác nhá. Đấy. Ok nhá.